Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đơn vị số 4 gồm các đại biểu Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đỗ Thị Thu Hằng, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dofico, Thổ Úc, phó trưởng ban dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri của huyện Xuân Lộc. Tại buổi tiếp xúc sau khi được đại biểu Quốc hội thông tin về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cử tri đã nêu lên một số ý kiến kiến nghị đề cập đến những vấn đề như mong muốn các cơ quan chức năng, nhất là ngành công an, có biện pháp để ngăn chặn loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua điện thoại, quan tâm đưa ra chính sách về dịch vụ công, tiếp tục quan tâm đến các dự án như trạm bơm nước từ sông La Ngà, phục vụ tưới cho vùng Xuân Bắc, Xuân Thành, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án núi Chứa Chan, hồ núi Le được thực hiện. Chia sẻ cùng cử tri tại buổi tiếp xúc, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri để xem xét xử lý đúng thẩm quyền và giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, ông cũng trao đổi thêm một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024. Trung tâm Chính trị thành phố Long Khánh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 4 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng có 115 học viên đến từ các chi đảng bộ cơ sở. Sau 3 ngày học tập, với tinh thần nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, các học viên đã được tiếp thu 5 chuyên đề theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương. Cụ thể, khái lược lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả có 109 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng và được cấp giấy chứng nhận. Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ năm 2024 với chủ đề Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh. Hội thi là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đoàn 4, 20 tháng 7 năm 1974, 20 tháng 7 năm 2024. Các đội tham gia thi với nhiều nội dung ý nghĩa, hình thức sân khấu hóa sinh động, giàu tính sáng tạo nghệ thuật. Hội thi đã tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân đoàn 4, Sư đoàn 9, truyền thống đoàn kết quân dân, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, những cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay. Qua đó tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, xung kích, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Biên Hòa vừa tổ chức trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2024, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động cho học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt qua thử thách, phấn đấu học tập và trưởng thành. Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Biên Hòa đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Đồng Nai phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ đạt 94% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế và đến cuối năm 2025 đạt 95%. Trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Đến năm 2030 đạt trên 97%. Phấn đấu lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 56%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 51% vào năm 2025 và 61%, 56% vào năm 2030. Để thực hiện các mục tiêu này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân cung cấp, nắm cụ thể danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá thể, tổ hợp tác có sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc để lập kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng, tăng cường thanh kiểm tra đột xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi chậm đóng, trốn đóng các loại bảo hiểm. Trường hợp có dấu hiệu phạm tội thì lập hồ sơ kiến nghị, khởi tố đến cơ quan có thẩm quyền. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.